Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin mở xe lạnh xác người chồng lên nhau cùng kiểm đếm tìm được 500 thứ. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến hình ảnh rất ghê rợn. Đó là 39 xác chết đã được tìm thấy trong một chiếc xe đông lạnh tại Anh. Đó là những người nhập cư lậu. Và lực lượng phản ứng nhanh của Anh đã kinh hoàng khi mở công đông lạnh chứa 39 xác chết này. Họ đã bị đông cứng lên. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ thêm với các bạn để các bạn cùng biết. Một nguồn tin giấu tên nói với tờ Miro, tức là một tờ báo rất nổi tiếng của Anh, rằng khi mở cửa container, nhân viên phản ứng khẩn cấp đã bị sốc khi thấy hàng chục thi thể chồng chất lên nhau. Các nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 3 đến 4 giờ trước. Họ cũng phát hiện máu xung quanh một số thi thể và trên sàn container này. Có những dấu tay máu dọc theo cánh cửa. Họ có lẽ đã đập mạnh vào đây để kêu cứu. Các nạn nhân mặc ít quần áo, nguồn tin nói thêm. Cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường cho biết ngoài các nạn nhân không có hàng hóa gì trong chiếc container này cả. Và đây là hình ảnh của cảnh sát Anh đang khám nghiệm chiếc xe đông lạnh cùng 39 xác chết hôm 24 tháng 10 vừa qua và đã gây ra một làn sóng căm phẫn rất lớn trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước với những kẻ đã buôn người và đã đưa đến cái chết của 39 người này. Và tiết lộ từ cảnh sát điều tra tại Anh cho biết thêm họ đã tìm thấy tổng cộng hơn 500 đồ vật cùng 39 xác chết nằm trong chiếc thùng xe đông lạnh này. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm thông tin này để các bạn cùng biết. Sĩ quan cảnh sát Anh phụ trách xác định danh tính nạn nhân, Chánh thanh tra Martin cho biết rất ít người mang theo giấy tờ tùy thân và ông hy vọng sẽ xác định được người chết thông qua dấu vân tay, hồ sơ nha khoa, DNA cũng như ảnh từ bạn bè và người thân. Cảnh sát đã tìm thấy hơn 500 mặt hàng trong xe, bao gồm túi xách, quần áo, điện thoại di động. Và tất cả những điều này cần được đánh giá trong thời gian tới. Cảnh sát cũng tìm thấy hơn những vật dụng này rất quan trọng đối với họ. Và sau khi nhận được dạng hồ sơ đã được thực hiện, các nhân viên liên lạc sẽ được triển khai để hỗ trợ các gia đình. Và đây là hình ảnh Chánh thanh tra Martin trong cái cuộc gặp vừa qua đối với báo chí cũng như những người có quan tâm về vụ việc nghiêm trọng này. Và ngoài ra, cảnh sát điều tra Anh cũng kêu gọi cộng đồng người Việt cung cấp thông tin để xác định danh tính 39 xác chết này và hứa sẽ không trừng phạt gì kể cả những người đang sống bất hợp pháp tại Anh. Và thông tin mà cảnh sát Anh đưa ra chúng tôi xin chia sẻ để các bạn cùng biết. Đây là thông tin của họ. Sĩ quan điều tra danh tính 39 nạn nhân muốn cộng đồng Việt tin tưởng, ông nói. Ông Martin, sĩ quan điều tra cấp cao, chiều hôm nay 26 tháng 10 đã có buổi họp với báo chí ở Anh để kêu gọi thêm thông tin từ cộng đồng người Việt. Ông cho biết toàn bộ thi thể các nạn nhân được lấy ra khỏi xe tải mang về bệnh viện ở Hospital Bournemouth và để khám nghiệm ở đây. Ông phát biểu, lần này chúng tôi không thể suy đoán về quốc tịch các nạn nhân nữa. Nhưng có một điều rõ ràng là đang có rất nhiều thông tin tới từ phía cộng đồng người Việt ở quê cũng như ở Anh. Ông cho biết việc xác nhận danh tính qua cộng đồng người Việt tương đối khó khăn, nhưng ông gặp người hỗ trợ để có thể giúp ông xây dựng được niềm tin với cộng đồng người Việt ở đây. Đây là chia sẻ của ông. Có nhiều người đang xem tin tức, có thể nghĩ tôi đang ở Anh, nhưng tôi không có giấy tờ hợp pháp. Tôi muốn ra giúp đỡ nạn nhân, nhưng tôi lại sợ bị ảnh hưởng bởi bản thân. Tôi không có giấy tờ. Tôi mong các bạn hãy tin tưởng vào chúng tôi. Nếu các bạn ra giúp, chúng tôi sẽ làm mọi cách để che chở các bạn, hướng dẫn các bạn các thủ tục để nhận dạng người thân và của các bạn trong vụ án này, ông đã nói. Và đây là hình ảnh của cảnh sát Anh đang khám nghiệm tử thi ở trong một khu nhà kho gần đó. Và chúng ta tiếp tục phải theo dõi những hình ảnh rất quan trọng này trong thời gian tới. Và theo điều tra cảnh sát, 39 nạn nhân đã bị nhốt trong thùng đông lạnh với nhiệt độ thấp tới âm 25 độ trong ít nhất 10 giờ đồng hồ. Và các bạn tưởng tượng với 10 tiếng đồng hồ mà nhiệt độ như vậy và không khí thì không có, 39 người này chắc chắn sẽ bị ngạt thở trước đó và sau đó sẽ bị đóng đá. Và đấy là cái điều rất tệ hại và điều này không thể tiếp tục được diễn ra ở châu Âu. Vì qua cái thông tin này thì cảnh sát Anh và cảnh sát cả châu Âu trong thời gian tới chắc chắn sẽ đi tìm hiểu rất nhiều những hoạt động của người Việt Nam ở tại Đức, tại các nước khác cũng như tại Anh để có thể tìm ra cái đường dây đưa người vào Anh. Và xin chia sẻ các bạn những cái thông tin thêm về việc điều tra của cảnh sát. Đây là hành trình kinh khủng của chiếc xe container chở 39 thi thể tính theo giờ Anh. Và lúc này công tác điều tra của cảnh sát đang tập trung vào hành trình di chuyển của chiếc xe đầu kéo trước khi nó tới cảng Buffet ở gần thị trấn Agray, Anh. Khoảng hơn 1 giờ trước, khi có 39 người chết trong xe container được phát hiện và ai là kẻ đứng sau vụ nghi ngờ là buôn người này. Guardian, một tờ báo đã nói ngày 24 tháng 10 dẫn lời quản lý cảng Zeebrugge ở Bỉ cho biết thùng container hoàn toàn không bị can thiệp trong hành trình đi từ cảng Bỉ đến Anh. Thùng container đông lạnh hoàn toàn bị niêm phong tại khu cảng. Ông Doang Chim, lãnh đạo cảng Zeebrugge đã nói như vậy. Trong khi đó, thị trưởng Dick Defoe của Walker cho biết các thùng hàng được theo dõi trong suốt quá trình vận chuyển. Khả năng phá niêm phong, đưa 39 người vào trong đó và dán lại niêm phong là không bị phát hiện là vô cùng thấp, ông nói. Điều này đồng nghĩa với việc 39 nạn nhân đã bị nhốt trong thùng đông lạnh ít nhất 10 giờ đồng hồ. Và nếu mà các bạn thấy cái hành trình này với 10 tiếng đồng hồ bị trong thùng đông lạnh âm 25 độ thì quả thật là không thể sống sót được. Và đây là chiếc hành trình kinh khủng của chiếc xe container chở 39 thi thể trong cái thời gian nó đã đi qua. Và cảnh sát Anh đang tiếp tục tiến hành truy tìm danh tính của 39 thi thể này ở trong container và yêu cầu cộng đồng người Việt Nam tại Đức cũng như tại các nước ở châu Âu và đặc biệt là tại Anh hãy cung cấp thông tin cho họ trong thời gian sớm nhất. Và họ nói tiếp. Đây là hình ảnh của Bùi Thị Nhung bên phải và Nguyễn Đình Tú bên trái. Cả hai đến từ Việt Nam. Hiện cả hai đều được nêu tên là nạn nhân bị nghi ngờ có thể nằm trong số 39 người đã chết trong chiếc xe đông lạnh này. Giới chức chú ý đến những đặc điểm như nốt ruồi, hình xăm và thu thập dấu vân tay cùng DNA. Bước đầu tiên để xác định danh tính là tìm kiếm bằng chứng gián tiếp. Theo tiến sĩ Procricoco, giảng viên khoa học pháp lý Đại học Northumbria, đây là những vật phẩm trên hoặc xung quanh cơ thể có thể đưa ra manh mối về danh tính, bao gồm quần áo, đồ đạc và tài liệu, nhưng chúng không đủ để chứng minh họ là ai. Chẳng hạn quần áo có thể được chuyển từ người này sang người khác. Bà nói những đồ vật này có thể quan trọng nhưng không thể được sử dụng để chứng minh danh tính. Chúng chỉ là những manh mối ban đầu mà thôi. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ thêm về danh tính 2 người nữa mà đã được cho rằng là nằm trong cái vụ 39 nạn nhân này trong chiếc xe đông lạnh. Và đây là cả 2 người đến từ Việt Nam. Và sau khi chết ngạt và bị đóng băng, thi thể của những người này thì bắt đầu phân hủy. Nhưng vẫn có cái cách để điều tra, xác định danh tính của những người này. Và bên điều tra viên cho biết thêm. Và đây là một bức ảnh được đưa ra bởi gia đình của anh Nguyễn Đình Lương cho thấy anh Lương 20 tuổi đang chụp ảnh tự một mình. Và gia đình anh Lương lo ngại rằng anh có thể nằm trong số 39 người được tìm thấy đã chết trong chiếc xe container đông lạnh ở Anh. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy. Bước tiếp theo là nhận dạng bằng thị giác, nhưng việc này phụ thuộc vào tình trạng thi thể, có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào điều kiện. Thi thể bắt đầu phân hủy ngay sau khi tim ngừng đập. Các enzyme được giải phóng trong cơ thể gây tan rã các tế bào và mô xung quanh. Việc này có thể thay đổi hình dạng khuôn mặt rất nhiều trong thời gian khá nhanh. Tiến sĩ Poprico đã nói như vậy. Nếu vẫn ở giai đoạn đầu thì việc nhận dạng khuôn mặt có thể được thực hiện bằng cách chụp ảnh, gửi cho người thân hoặc bạn bè. Mặc dù công đoạn này vẫn không thể chứng minh được danh tính. Các dấu hiệu như sẹo, hình xăm, các đặc điểm khác một cách đáng tin cậy hơn để xác định. Bà Poprico đã nói như vậy. Giai đoạn tiếp theo là nhận dạng sinh học, bắt đầu với phương pháp đơn giản nhất là dấu vân tay, mặc dù cách này vẫn phụ thuộc vào tình trạng thi thể. Dấu vân tay tồn tại miễn là còn mô mềm, có thể trong vài ngày hoặc thậm chí một tuần. Ưu điểm của dấu vân tay là bạn có thể có thông tin cụ thể và đáng tin, chứ không mang tính chủ quan. Bà đã nói như vậy trong cái cuộc điều tra này. Và nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ hình ảnh của thanh niên Việt Nam này đang bị nghi ngờ rằng nằm trong số 39 nạn nhân xấu số đó. Và xét nghiệm so sánh DNA là một cách chính xác nhất đối với 39 cái xác chết này. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm cái thông tin về điều tra. Đây là hình ảnh của Phạm Thị Trà My, người đã nhắn tin cho mẹ cô khi đang thực hiện hành trình đến Vương quốc Anh. Cô bị nghi ngờ là nạn nhân trong vụ 39 xác chết đông lạnh. Ngoài việc xác định một số người đã chết như thế nào và cách đây bao lâu, khám nghiệm tử thi cũng có thể cung cấp danh tính thông qua dữ liệu về xương và nha khoa. Nếu bạn bị gãy xương, xương của bạn có thể sẽ có một số đặc điểm nhất định vài năm sau đó, bà nói. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi hồ sơ, dữ liệu để so sánh các đặc điểm. Cũng có nhiều tranh luận về độ tin cậy của việc kiểm tra xương và răng. Dù chúng không đủ sức nặng so với phương án khác, chúng vẫn có thể rất hữu ích. DNA có thể thu được từ nhiều mô khác nhau, từ chất lỏng sinh học như máu và nước bọt cho đến thịt, tóc, nội tạng và xương. Nó có thể giúp xác định người thân cách đến 3 đến 4 thế hệ. Công đoạn xác định DNA phụ thuộc vào việc liệu có người thân hoặc thành viên gia đình sẵn sàng được kiểm tra hay không, hoặc DNA của họ có được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu từ trước. DNA là công cụ xác định danh tính mạnh mẽ nhất. Bà Procricoco nói, việc thu thập dữ liệu DNA có thể mất 2 ngày, trong khi lượng thời gian cần thiết để tìm kiếm kết quả khớp trong cơ sở dữ liệu tùy thuộc vào quốc gia nắm giữ cơ sở dữ liệu đó. Theo kinh nghiệm của tôi thì có thể kiểm tra DNA trong vòng 1 tuần, bà đã nói như vậy. Và với những cái chết như thế này, và với những cái người mà mang hình thức đã chết đông lạnh thì có lẽ hình thức DNA là hình thức khá tốt để tìm được cái chính xác con người đó. Và băng đảng buôn người đã lợi dụng nhược điểm của máy dò nhiệt để giấu người trong chiếc xe đông lạnh này như thế nào, và chúng ta cùng theo dõi như sau. Đây là hình ảnh của máy quét scan đối với những cái người mà đi xe nằm trong thùng đông lạnh và sẽ không thể scan được bởi vì nhiệt độ sẽ không bị thoát ra ngoài. Nhưng nếu họ ngồi trong những container như thế này là container bình thường thì có thể vẫn scan được. Và các bạn nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ là những hình dáng những cái người ngồi lẫn trong những cái đống cát tông của chiếc xe đó, và điều đó cũng sẽ bị cảnh sát phát hiện. Và ngoài ra thì việc tài xế chở container chứa 39 người đến cảng Zeebrugge chót lọt làm dấy lên những nghi vấn về an ninh tại các cảng của châu Âu. Phát biểu vào tối ngày 25 tháng 10, một cảnh sát Bỉ cho biết có 4.000 xe tải và container đi qua Zeebrugge mỗi ngày mà không được camera ghi nhận, và người di cư thường xuyên được giấu trong các container để trốn qua Anh. Ông thêm rằng các di dân thường được những kẻ buôn người đưa lên xe tải tới Đức và Luxembourg trước khi lên đường tới Anh. Cảng Zeebrugge cho biết đã triển khai chó đánh hơi và các thiết bị cảm nhiệt để phát hiện người trong các container. Tuy nhiên, các thiết bị này không có tác dụng đối với những container đông lạnh, ông nói. Vâng, với những cái nhược điểm này thì những cái kẻ buôn người đã lợi dụng và dùng những chiếc xe đông lạnh để chở người, và điều đó có thể lọt qua những hệ thống scan ảnh cảm ứng nhiệt, nhưng rất nguy hiểm cho người đi theo cái kiểu này. Và được biết gần đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã được chính phủ Anh mời sang để ký kết văn bản hợp tác chống buôn người, và điều đấy chúng tôi xin chia sẻ thêm. Đây là hình ảnh của Bộ trưởng Bộ Công an Nội vụ Anh David và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Thượng tướng Tô Lâm, lúc đó ông là Thượng tướng. Tại buổi lễ ký kết hôm thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại London, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh đã ký bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống mua bán người ở London. Bài báo đã viết. Trang web chính phủ Anh đưa tin hôm 21 tháng 11, hai nước đã ký một biên bản ghi nhớ về buôn người nhằm tạo điều kiện để cộng tác sâu hơn trong việc chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ nạn nhân và công tác phòng chống nạn buôn người. Bản tin mô tả đây là quan hệ đối tác mới nhằm giải quyết các nạn nô lệ hiện đại. Chỉ tính riêng vào năm 2017, nhà chức trách Anh đã xác định có 738 nạn nhân được cho là nô lệ hiện đại đến từ Việt Nam. Phát biểu sau khi ký kết với thỏa thuận với Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh David được dẫn lời nói, nạn nô lệ hiện đại là một tội ác ghê gớm hủy hoại cuộc đời của các nạn nhân. Chính phủ Anh cam kết làm mọi thứ để có thể bảo vệ người dân trước thực trạng bóc lột ở Anh và ở nước ngoài. Hợp tác với các quốc gia khác, chẳng hạn như Việt Nam, nơi nhiều nạn nhân bị buôn bán là hết sức quan trọng trong việc ngăn chặn nạn nô lệ hiện đại đang diễn ra và có thể quyết tâm truy bắt thủ phạm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh David đã nói như vậy. Sự hợp tác chặt chẽ này sẽ là một vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến chống nạn nô lệ hiện đại. Được biết, chính phủ Anh đã cam kết cấp vốn tổng cộng 200 triệu bảng để giải quyết nạn nô lệ hiện đại trên toàn cầu. Thì có nghĩa là với cái việc hợp tác này với Anh thì Việt Nam cũng sẽ nhận được tiền, và chính phủ Việt Nam sẽ nhận được số tiền để có thể tái định cư hoặc đưa một số cái người này về Việt Nam. Thì đây là cái điều mà các nước dân chủ và tự do vẫn thường làm. Nhưng ngay sau đó thì ngày càng nhiều những người Việt Nam đã rời bỏ đất nước theo thể chế chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội ở đây. Họ ra đi tìm một cuộc sống tốt hơn tại các nước dân chủ tự do phương Tây, trong đó có Đức, Pháp và đặc biệt là Anh. Điều này cho thấy con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố theo đuổi sẽ chỉ đem lại kết quả ngày càng tồi tệ cho trên 90 triệu người dân Việt Nam mà thôi. Và họ sẽ bỏ đi cho đến người cuối cùng. Rất cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thoibao.de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận và bấm đăng ký để chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, Trung Khoa, Thoibao.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.